Thưa quý vị, cuối giờ chiều nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh chủ trì cuộc họp về công tác triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tính đến nay, tỷ lệ tiêm chủng mũi 3 vaccine phòng COVID-19 đối với độ tuổi từ 18 tuổi trở lên đạt 74,2%, mũi 4 đạt 37%. Đối với nhóm từ 12 đến 17 tuổi, thì tỷ lệ mũi 2 đạt 98,8%, tỷ lệ mũi 3 đạt 16,6%. Tuy nhiên, với độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi, thì Đà Nẵng là một trong 5 địa phương thấp nhất cả nước. Cụ thể, tỷ lệ mũi 1 mới đạt 34,6%, mũi 2 mới đạt 16,3%. Nguyên nhân được xác định là bởi người dân có tâm lý chủ quan khi dịch bệnh được kiểm soát, chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em rơi vào thời điểm nghỉ hè, trong khi số lượng trẻ trong độ tuổi này nhiễm COVID-19 cũng tương đối cao. Thực tế hiện nay là tỷ lệ tiêm còn thấp, trong khi các quận huyện dự trù nhu cầu vaccine cũng thấp. Để tăng tỷ lệ tiêm với trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, thì ngành giáo dục và các địa phương đề xuất triển khai tiêm cho trẻ theo các điểm trường học hoặc tiêm tập trung cho phù hợp trên tinh thần đảm bảo an toàn tiêm chủng. Các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông để tạo đồng thuận trong phụ huynh đưa con đi tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đề nghị các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức trong người dân. Ngành y tế phối hợp với ngành giáo dục và các địa phương dồn lực để tăng tỷ lệ tiêm cho trẻ trong tháng 8 này. Ngành giáo dục đào tạo xây dựng kịch bản cho từng trường, cùng với ngành y tế xác định thời gian, địa điểm tiêm vaccine cụ thể, không dựa vào đăng ký. Tôi nhắc lại là không dựa vào đăng ký. Thì cái này đề nghị là chủ tịch các quận huyện phải làm cái việc này, là đầu mối. Đồng thời chủ tịch này chỉ đạo các chủ tịch phường làm việc với lại yêu cầu các tổ dân phố cho nó làm công tác tuyên truyền và rà soát động viên, yêu cầu là các hộ gia đình đó phải đưa con đi theo cái kế hoạch mà Ủy ban Nhân quận huyện phê duyệt. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị ngành y tế đảm bảo nguồn vaccine cho công tác tiêm chủng, các quận huyện phân công cụ thể các đơn vị để triển khai thực hiện quyết liệt hơn nữa. Đề nghị các cấp hội phụ nữ là chủ công phối hợp với các đoàn thể để cùng vào cuộc, đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà để tuyên truyền vận động phụ huynh đưa con em đi tiêm chủng. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các ngành y tế thông tin rộng rãi các địa phương có tỷ lệ tiêm chủng còn thấp.